Với đội ngũ chuyên nghiệp của công ty 24/7 Care at Home trên 16 năm qua, chúng tôi hân hạnh cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại gia, liệu pháp truyền dịch, vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, chăm sóc vết thương, chăm sóc cuối đời, chăm sóc giảm nhẹ, dịch vụ nằm nội trú, điều trị bệnh cấp tính hay mãn tính, vân vân. Điện thoại 714-725-7000. Chân thành cảm tạ quý vị cho phép chúng tôi cùng đồng hành để chúng ta được sống vui, sống khỏe. Bích Phượng xin kính chào quý khán thính giả. Cảm ơn quý vị đến với chương trình Cuộc Sống Đa Diện. Đây là chương trình lúc nào cũng gửi đến quý vị những đề tài khác nhau trong cuộc sống. Ngày hôm nay thì Bích Phượng xin mời quý vị theo dõi buổi nói chuyện đặc biệt với mục sư Sơn Nguyễn và chị Nguyệt Hạnh giới thiệu chương trình 24/7 Care at Home. Trân trọng kính chào quý khán thính giả. Xin mến chào chị Nguyệt Hạnh. Dạ, Nguyệt Hạnh thân kính chào quý khán thính giả của Vietfest TV. Chị Nguyệt Hạnh là điều hợp viên của 24/7 Care at Home. Thì chắc câu hỏi đầu tiên thì em mời chị Nguyệt Hạnh có thể nói sơ qua về dịch vụ này. Đây là một cái cơ hội rất là hiếm quý để kính gửi lời cảm tạ tất cả quý vị đồng hương và những bệnh nhân đã yêu mến 24/7 Care at Home trên 16 năm qua. Dịch vụ mà 24/7 Care at Home là một cái chương trình đặc biệt để chăm sóc các bác sau khi xuất viện về về nhà, được bảo đảm sức khỏe, được an toàn, có y tá, có bác sĩ đến thăm, có vật lý trị liệu hay là lấy máu cũng tại nhà, không có phải đi đâu. Thì cái dịch vụ đó được Medicare tài trợ, không có phải trả gì hết. Thật ra con cháu phải đi làm, hay là đôi khi có những bệnh nhân có con là bác sĩ cũng không có ở chung nhà. Thành ra những cái dịch vụ này nó rất là cần thiết cho các bác. Thì các bác đừng có ngại là làm phiền chính phủ, thì chúng ta hãy ngừa bệnh hơn chữa bệnh. Thành ra quý bác cứ mạnh dạn gọi cho chúng tôi ở cái số điện thoại là 714-725-7000, 714-725-7000, để chúng tôi được có cơ hội để mà phục vụ quý vị. Lý do mà hôm nay chúng ta có khách mời đặc biệt là mục sư Sơn Nguyễn là tại vì trong lúc làm việc đó thì chúng tôi được có những cái câu hỏi là cô ơi, cái home health với lại cái hospice nó khác nhau như thế nào? Và có những cái lúc mà cái văn hóa Việt Nam mình bị lấn cấn ở vấn đề là khi mà bệnh nhiều đó thì chăm sóc cuối đời như thế nào? Thì đó là lý do mà mình được cái vinh dự là mời mục sư Sơn Nguyễn đến để mà nói về một chút xíu về Max Care Hospice như thế nào. Đó là một cái chuyện mình làm việc chung để mà mình chia sẻ những cái thông tin đó cho bệnh nhân. Như vậy thì mục sư Sơn đến từ Max Care Hospice. Cái công việc của mục sư thì Phượng nghĩ là chắc nhiều gọi là emotional. Cảm ơn cô Phượng hỏi một câu rất là quan trọng và rất là thực tế. Tại vì con người nói chung và nhất là người Việt mình nói riêng là rất là chú trọng về những giá trị và cái quan trọng, cái ảnh hưởng của cái tinh thần, của cái tình cảm đối với cái thân thể và trong cuộc sống hàng ngày. Cho nên là khi tôi làm việc thì đặc biệt là đối với lại những người lớn tuổi thì đương nhiên là sức khỏe không có được như là người trẻ tuổi. Thì có những lúc thì họ ổn định, nhưng mà theo cái chiều hướng chung thì theo thời gian thì sức khỏe họ đi xuống. Thì lúc mà đi xuống thì đó là cái lúc mà cần sự hỗ trợ về tình cảm, tinh thần, chẳng những của gia đình, của bạn bè, nhưng mà của càng nhiều người càng tốt. Để giúp cho họ ổn định tâm trí, tình cảm. Rồi từ đó thì những cái trị liệu nó sẽ giúp nhiều hơn. Cho nên là khi mà họ cần những điều đó thì tôi sẽ làm những cái công việc dịch vụ săn sóc về tình cảm, tinh thần cho những bệnh nhân. Chị Hạnh, số điện thoại mà mình đưa cho quý khán giả xem đó để gọi đó, thì cái đó mình có thể gọi anytime hay chị? Tức là bất cứ lúc nào, giờ nào cũng gọi được. Đó là một cái điều mà khi mà bệnh nhân bệnh á, thì phải gọi nhanh để mà được giúp đỡ.
thì cái đường dây đó lúc nào cũng có người trực để mà cái ai mà có bổn phận đó sẽ chuyển cho y tá, và y tá sẽ liên lạc với bệnh nhân, hay là tìm cách nào để liên lạc với bác sĩ của bệnh nhân, hay là như thế nào đó, thay vì gọi 911 hay là thay vì phải vô bệnh viện, nó rất là phức tạp. Nhưng mà để mình phải dò hỏi coi là cần cái gì trước đã. Thật lòng mà nói đó, thì công việc mình làm đó là ai cũng là làm từ thứ hai đến thứ sáu. Nhưng mà đôi khi đó mình cũng liếc nhìn điện thoại của mấy bác có gọi sau giờ làm việc hay không, hoặc là đôi khi cái phone của mấy bác mà bác nhúc nhích đụng cái là nó cũng gọi qua mình. Cái bác nói cái đó là gọi bấm lộn đại khái. Nhưng mà không sao, các bác đừng có ngại. Thì quý vị như là người nhà của những ai mà phục vụ cho 24/7 từ trước đến giờ, như là người thân trong gia đình, cũng như là mình cũng chia sẻ với những người mà nói với mình đó, là tại sao mình yêu nghề đến thế, là tại vì mình nghĩ là trong đời sống đó mà chúng ta nợ rất là nhiều người, thì những gì mà mình làm được cho người khác đó là mình làm cho chính mình. Thì mình qua đây từ năm 75, nhưng mà sau một năm mình đã là sinh viên, mình đã đi thông dịch cho các bác mà trong với một cái kiến thức tiếng Anh rất là khiêm tốn, nhưng mình vẫn làm, tại vì mình nghĩ là đó là một cái bổn phận, một cái người con để mà giúp cho các bác, các những người mà họ cần giúp đỡ về về y tế, thì cái chuyện đó cũng rất là bình thường. Thưa mục sư Sơn, có thể cho Bích Phượng một cái ví dụ cụ thể, chẳng hạn như khi một bác bệnh, nghĩa là mình có thể nói là sắp sửa đi, thì lúc đó là lúc mà mục sư đến, hay là mục sư arrange sắp xếp cho một cái người gì đó đến, hay là như thế nào? Cảm ơn cô Phượng về câu hỏi rất là ý nghĩa và quan trọng, đặc biệt là đối với những gia đình mà có lẽ hiện giờ họ đang băn khoăn về cái điều sắp sửa xảy đến, hoặc là gia đình đã đi qua. Thì thưa cô, để trả lời câu hỏi này, thì khi mà bệnh nhân mà gia đình nghĩ rằng hay là cảm nhận rằng bệnh nhân, người thân yêu của họ sắp sửa qua đời, mà họ thấy là cần cái sự hỗ trợ tinh thần, họ liên lạc với chúng tôi. Thì là tôi sẽ sắp đặt, nếu mà gia đình nói rằng chỉ cần hỗ trợ tinh thần, tình cảm, có những lời để cho mẹ tôi, ba tôi được yên ổn trước khi đi, thì bên cạnh tôi làm việc thì có những người làm việc khác chuyên về lĩnh vực này với tôi. Còn nếu mà gia đình có những cái yêu cầu cụ thể, ồ bố tôi trong những năm qua đi giáo xứ San Columban Holy Spirit ở đây, muốn mời một cha công giáo Việt Nam đến, tôi sẽ sắp đặt để có một cha công giáo Việt Nam. Ồ mẹ tôi thường xuyên đi chùa đó, bây giờ nếu mà có sư cô hoặc là thầy ở chùa đó, hoặc là có một sư cô đến để mà giúp, thì tôi sẽ tôn trọng cái yêu cầu đó và tôi sẽ sắp đặt. Cho nên không phân biệt tôn giáo. Không phân biệt tôn giáo. Ok, great. Quý khán thính giả đang theo dõi buổi nói chuyện của Bích Phượng với mục sư Sơn Nguyễn và điều hợp viên của 24/7 Home Care, đó là chị Nguyệt Hạnh. Xin mời mục sư Sơn cũng như là chị Nguyệt Hạnh nói vài lời cuối trước khi chúng ta chia tay. Kính thưa quý vị, chúng ta ở xứ Hoa Kỳ này, theo thời gian thì những cái nhu cầu về vật chất có lẽ đã được ổn định và có lẽ cũng thịnh vượng nữa. Nhưng mà theo thời gian thì ai trong chúng ta cũng có một cái nhu cầu giống nhau. Có người thì nhiều hơn, có người ít hơn, nhưng mà ai cũng có nhu cầu, là nhu cầu cần được hỗ trợ về tinh thần và tình cảm. Cho nên đối với chúng tôi cũng như quý vị, chúng tôi ý thức điều đó. Nhưng mà chúng tôi được may mắn là chúng tôi có cơ hội và có phương tiện để đem đến cái thông điệp về bình an, về hy vọng, về yêu thương, đặc biệt là cho những người sắp sửa qua đời và xung quanh họ là những người thân của họ. Cho nên riêng tôi, đó là cái sự kêu gọi cao quý để
đưa món nợ yêu thương mà Thiên Chúa đã đặt trong lòng tôi đến với mọi người, đặc biệt là đối với người Việt chúng ta. Dạ, yeah. Em mời chị Hạnh. Dạ, yeah. Thì nhân cơ hội này Nguyệt Hạnh cũng rất là tỏ lòng tri ân tất cả quý quý bác và gia đình đã tin tưởng công ty 24/7 trong suốt thời gian qua. Thì đây là một cái đặc ân mà bề trên đã hướng dẫn Đào có duyên để mà phục vụ cho cộng đồng chúng ta, đó là một cái bổn phận. Thì nhân dịp này chúng tôi không có điều gì hơn là kính chúc tất cả chúng ta được sức khỏe, tại vì sức khỏe thì nó sẽ liên quan đến tinh thần, và mọi người được bình an và hạnh phúc. Và xin thành thật cảm ơn. Kính thưa quý khán thính giả, vừa rồi thì quý vị đã theo dõi những tâm tình của Mục sư Sơn cũng như là chị Nguyệt Hạnh qua dịch vụ 24/7 Care at Home. Nhưng mà xuyên qua đó thì Bích Phượng nhận thấy rằng khi mà mình gần đến cuối đời thì cái vấn đề tinh thần rất là quan trọng. Cho nên nếu mà quý vị cảm thấy mình quan tâm đến người thân trong nhà mình, thì quý vị có thể liên lạc với số điện thoại hiện trên màn ảnh của 24/7 Care at Home để quý vị có thể nghe thêm được nhiều chi tiết hơn nữa. Có những cái dịch vụ mà chúng tôi ở đây không có đủ thời giờ để trình bày, thì xin quý vị hãy liên lạc với 24/7. Bích Phương một lần nữa xin cảm ơn sự theo dõi của quý khán giả và xin hẹn show tới. Với đội ngũ chuyên nghiệp của công ty 24/7 Care at Home trên 16 năm qua, chúng tôi hân hạnh cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại gia, liệu pháp truyền dịch, vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, chăm sóc vết thương, chăm sóc cuối đời, chăm sóc giảm nhẹ, dịch vụ nằm nội trú, điều trị bệnh cấp tính hay mãn tính, v.v. Điện thoại 714-725-7000. Chân thành cảm tạ quý vị cho phép chúng tôi cùng đồng hành để chúng ta được sống vui, sống khỏe.